này qua đi chơi với ghẹ bạn, nhúng gãy phục rồi, nhúng hết thân luôn, dịnh dịnh ngay rồi mày, đỡ nhỏ mập quá mà. Mày coi Hải rồi bạn, nặng quá trời. À? Thành thành niên lấy ống chích heo bơm phục các bạn. Ôi, ra ra coi ra hết thối thuốc chưa? Ống anh làm gì thầy? Ông đi chích bơm phục chích winner. Vô bình nó bị sút dây hay sao mà nó bị gì em? Bữa bị bể vậy. Hai em mới hai luôn hả? Mình hai cái nó xe này điên đúng không? Máy móc đâu làm gì đâu hả Úc? Đẹp ha, bơm này đẹp. Này đi dàn bánh chỉ. Để mình clip coi. Chết á. Con này con Hải thiên heo đâu bạn. Xong thôi bịt lên liền không ạ? Đâu có. Rồi nhúng coi. Nhúng thử coi. Ngồi ghế này. Mà la. Đồ má được. Ổn không? Ổn không? Được, được không? Cái được không? Cái thằng nặng lên nè. Nhúng mạnh mạnh đi, chở bồ hơi nhiều rồi nhúng cho thoải mái. Nặng lên đó. Nặng không? Vô coi. Nặng nặng lên nè. Chở cái giống nãy. Hồi nãy nó sao sực sực hả? Nó yếu xìu phải không? Vậy luôn nè. Nhúng ghê hả? Dạ. Nó hơi mắc hơ mà. Nhúng rồi. Cũng đỡ hơn nãy. Giờ nó nhẹ không anh? Này phục, này phục gì? Máy gì quay rõ à? Ngăn rồi không? Cái này nó nặng rồi. Nó phái rồi. Chỉnh cho nó nặng nặng á, chở hai con bồ nhúng không sao. Bơm vô mạnh mạnh lên. Bơm bơm nổ không chết luôn á. Đúng à? Rồi. Được không? Nghe nặng nặng. Rồi đó. Uống cái thôi, cho chắc hả bạn? Không. Nhẹ không? Nhẹ đúng không? Không, không cơm hả bạn? Chết à? Dính rồi, dính rồi, dính máu của con heo rồi. Vậy dính máu heo lại vô máu bà gai. Cà khỉa, cà khỉa. Nặng không? Không được. Không nè. Đi ăn cái vậy. Này, này, bữa chữ gái đi bị nhúng bị hư phục hay sao không? Dạ, bữa chạy đường vàng chạy nhanh với trong cọ nhỏ mập quá. Nhỏ mập quá phải không? Không, bữa chạy vợ con. Dạ. Rồi. Đúng rồi. Nặng rồi phải không? Im rồi, nghe nó đậm rồi đó. Nghe em rử rồi. Nặng rồi không? Nhẹ miếng em rồi. Bơm thêm miếng đi. Gì nhẹ hả? Dịnh coi. Nhẹ xì ra. Dịnh mình bơm coi. Bơm đẳng cấp quá. Nay giờ bỏ chích heo. Chích bò, chích heo ổng đó. Ông này nặng nữa. Đi mà đó. Đúng rồi. Thôi đấy, chóng rồi. Nặng chạy đường vàng nó không có bị tích. Ừ. Cái đường này nè, nó không có bị bự gập hết sao. Nó vũ quá sên cũng kêu. Xe anh phụt yếu quá, vũ sên. Đây, bắt vô ốc. Rồi hả? Đường vàng. Vô, ra chạy thử coi. Ra bốc đầu nha. Chạy quay luôn. Không vô. Kỹ mày chứ giờ không biết nằm ở đâu. Này, cái bộ này giờ nhiêu ta? Ô liên là nhiều loại lắm anh ơi, áo phách cũng có, hàng chính hãng cũng có. Mười mấy triệu cũng có. Thêm thằng nữa nè. Một em hỏi bơm chắc này bị yếu hai người lại rồi. Đi ra. Này nếu mà hàng chính hãng chắc phải mười mấy triệu. Ủa, hàng người biết chiêu bơm thuộc rồi. Hàng phách thì rẻ. Út này học nghề lẹ lắm. Thì bán luôn cái ống đó mấy trăm á. Ống gì? Ống bự nè, bơm nè. Thôi xài. Này chỉ cần lấy dính đục giác cái bơm vậy hả? Xài nhất nhất bự nhất, nhất ta lái hơn. Đó. Xong rồi anh. Ủa xe đó có luôn hả Hồng?
này winner các bạn. Winner 150. Nhỏ gọn. Nói chung là mình mấy cái dòng hai bên đó bon á, như Sonic, Sachi rồi mình cũng hợp dạng là hết thôi chứ để mà mua là mình nói thiệt các bạn là mua dòng Underbond chạy à, đúng không Úc? Dạ. Nó phù hợp chứ, như trẻ trẻ anh em trẻ trẻ đi được. Mình lớn rồi đi mấy xe đó kỳ lắm. Với lại đi xa nó cũng chua lắm. Dạ đúng rồi. Họ mấy chiếc đó mỗi lần lắm anh ơi. Ừ, mấy chiếc đó mỗi lần nó dòng hai bên Underbond mà. Nhỏ gọn mà. Nhìn cứ như con tàu. Nghe mà nó tướng các bạn nó đam mê lắm, nhưng mà nó cũng có dự định là sau này nó mua mua thêm chiếc khác. Thiệt, nếu mà có gia đình á, ý là nó người yêu đồ đi mà cho nó trầm trầm xíu. Dạ đúng rồi. Xe đó nó không có phù hợp với nó, kén người chạy. Đúng rồi nè. Người bự con chạy cũng không được. Đúng rồi, bự con chạy cũng được. Xe đó phải vừa vừa người, ốm ốm với lại là chiều cao phải vừa thôi. Dạ. Cao quá cũng không được. Vậy. Đúng rồi. Còn dòng nơ này thì thôi thoải mái. Này qua đi chơi với ghẹ bạn. Nhúng gãy phục rồi. Nhúng hết thân luôn. Dịnh dịnh ngay rồi mấy em. Chở nhỏ mập quá mà. Này coi Hải các bạn. Nặng quá. Chở nhỏ mập mà. À thắng rồi anh Hải. À. Quay cái ông chích kìa. Bởi thiệt chứ. Bơm anh mạnh vô nha. Có hút không? Chứ bỏ hút vô bơm được anh Hải. Không. Bơm em. Gặp ông anh ổng quá bạn ơi. Anh Hải này chưa có vợ nóng quá. Có ai video không? Anh đang ghiền lắm. Có anh nào có nhu cầu liên hệ anh á. Sồn sồn nè, 30, 40, chơi hết. Không dục. Thôi rồi, quay nữa. Rồi ơi, cảm ơn bộ đồ nghề nha. Bộ chích heo. Chích heo, chích bò. Tổng không? Im hơn không? Dạ. Hồi nãy bị sực à, sơn yếu không? Nó mềm, mắt hơi, nó mềm rử rồi anh ơi. Bơm nữa hả? Tại nó mắc hơ cái nó mềm quá. Xe anh đâu có cái này đúng không? Phải lắp vô ha. Dạ, cái này phụ viên thì không có đâu. Ừ. Nè, giờ là ngon rồi nè. Ừ, tướng im. Ngon rồi nè. Còn nãy thì nó nhẹ lắm. Trời ơi. Mượn bơm hết luôn. Cái này là phụ gì không? Dít. Hả? Dít hết. Hết đàng hoàng, dít gì? Hai chưa hết, chả bá lửa. Ủa cái đó mới mà sao phải bơm hậu? Này bữa em tháo ra em canh mà. Sao mới chát vậy? Cái này mới mua hả làm lợi? Tại vì nó hai phục nó yếu lắm à. Canh lợi đi cũng phục. Cái này phục của thằng LB hả? Là trong đó có nhớt nữa không? Để bơm bằng đường nào? Nhớt có miếng vô bơm đâu. Tháo này ra nè. Ừ. Thầy nhớt mừng hả? Dạ thầy nhớt mừng. Ra chờ thử coi. Quay clip bên này kêu này quay vô thi thử làm phuộc xong canh dầu này xe trời ơi ốc biết được canh rồi canh dầu cũng mãi liền thử gió là gì nè chua không dạ mê mê bột anh ngon bột anh chứ chua còn ngon dọn mấy này mất hậu hỏi chữ để nãy à, cảm ơn em làm cái này mà nhờ không nhờ không chứ nhờ cái này mà không hợp tác được bên mấy anh thú y là mấy bạn bơm không được mấy này đâu thua cảm ơn anh nghe. Không thử à? Nào thử cho Dũng quay phim nè. Nào chích heo kia anh Dũng anh cầm chích heo quay. Cái này gắn vô sành út là nhúng. Tuyệt vời. Còn quăng lên nữa. Hả? Quăng quay. Tới hốn quăng quay lên trời luôn. Ra té đi út. Công rủ cái chiều xuống nhậu kìa. Công à. Chiều xuống nhậu thì trả tiền. Sao được không? Im rỡ rồi, em đè xe 113 kìa. Cái gì mũi vậy à? Bang quẹo đây quẹo phải nè. Giống ôm cua ra. Kiếm mày hố bàn xuống ăn. Im không? Im không? Bữa nào gắn miếng cà te vô trắng cái phục lên. Ok không? Này bể ống dầu bạn châm dầu với bơm hơi vô nhúng mày hậu nhúng thử coi hậu hậu nhúng mày hậu cái
nhà cũng bông hai. Nhẹ là dặn sao không? Nhẹ là chỉnh theo cái đồng hồ hả? Nặng là nặng chịch luôn rồi đó. Vậy đó. Nặng là theo cái đồng hồ. Xả là 3 vòng cứng vẫn cứng phải không? Xả là 3 nát. Rồi ok. Còn cái cây chính thì sao? Cái chính dưới. Chính là chính này. Cái độ mà đèn hồi lên xuống chặn là lẹ. Cái này là cái độ nén. Đúng vậy vậy. Cái đồng hồ là siết chặt hả? Cái này độ nén. Nén giảm sóc. Vậy là trong từng cái phù này nó có ga trong nó có hơi trong đây hả? Có. Mấy trong cái hứa nhà nhà mấy cái phù này nè hay là nằm ở trong? Nào. Nè mấy cái này có hơi trong đây không? Có dầu, không có hơi. Hơi trên đây nén thôi, nén dầu xuống thôi. Tại nó chỉ khác phù rin ở chỗ đó thôi. Vô đầy đó rồi nó tạo một sức lực nén dầu. Còn nếu mà phù rin phù bình thường là chỉ có dầu thôi. Có dầu thôi. Lên vậy mới lên, nó lên chậm vậy nè, nó im. Lên mà li lịa ôm cái cua cái sàn cái đít ra. Ừ. Còn cứng vậy. Úc sau khi mà chở chở ghẹ chở nghiệu đi mà bị bể ống dầu hư phục thì có kinh nghiệm gì không Úc? Cái anh này là hãy chở xe mình ra màu vàng vậy nè. Mấy mốt à đi nghiệu này vừa nha. Cái mùa 3 nè các bạn. Nè. Được dần đúng không?